xin chào bạn. Thì nhân dịp có hai vị khách đặt mình hai thiết bị chống cướp trong con Vario 125-150 thì mình thấy nó rất là tiện lợi nên mình sẽ review thử cho anh em xem như thế nào. Thì đầu tiên anh em cứ nhìn vào chiếc Vario 125 này đã được gắn thiết bị chống cướp. Nó xài là xài chìa khóa thường nên dễ bị bẻ khóa đó. Bây giờ mình đã gắn được thiết bị chống cướp và nó tích hợp vô cái bảng điều khiển nhỏ của chiếc Vario 125 này. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách hoạt động cũng như là cái hiệu quả của thiết bị chống cướp như thế nào nha. Nếu mà anh em muốn hoạt động được chiếc xe này á, đầu tiên chúng ta phải mở được hai công tắc lên. Xong chúng ta bấm vào cái nút tìm xe. Nó đã tích hợp vào thiết bị chống cướp luôn là có thể mở được xe chúng ta khởi động. Còn nếu như mà anh em không có bấm được cái nút tìm xe này á, anh em giữ cái bảng điều khiển này mà bị ai mà cầm chìa khóa hoặc là cái gì đó bẻ ổ khóa thì 5 giây hoặc 10 giây sau nó sẽ bị kêu báo động lên là trộm. Đó, anh em thấy chưa? Anh em thấy không? Mình chỉ cần lại gần mình cầm bảng điều khiển này, mình lại gần mình bấm cái nút mà tìm xe đó là nó tự lên, nó tự khởi động lại thì rất là thuận lợi cho anh em. Vì nó gắt thiết bị chống trộm nhưng nó được nâng cấp lên là chống trộm và chống cướp luôn. Rất tiện lợi cho anh em nào mà chạy xe 100 Vario 125 nha. Tiếp theo là phần chống cướp thì mình sẽ hướng dẫn anh em. Ví dụ mình đang chạy xe đi. Đó, anh em có thể thấy là mình đang chạy xe nè, mình đang đề máy mình chạy xe nè. Ví dụ mình bị cướp thì anh em hãy nhớ giúp mình là cái remote này mình luôn luôn giữ trong người. Để về, tại vì sao? Nếu mà mình có bị mất xe, mình cướp xe, giữ chìa khóa thôi, nhưng mà cái bảng điều khiển này nó có chức năng là chống cướp thì nó vẫn bảo đảm được chiếc xe của mình. Đó, bây giờ mình bị cướp nè, mình bị mất xe nè, mình đi ra khỏi chiếc xe cho anh em coi. Đó, sau khi một thời gian thì mình sẽ bấm cái nút mà tìm xe tích hợp đã chống cướp ở trong chiếc Vario 125 thì nó như thế nào nha. Đó, chiếc xe nó kêu lên, đồng thời nó sẽ từ từ tắt máy giữa đường luôn, khiến chiếc xe không thể hoạt động được. Thì cái này rất là tiện lợi cho chị em nào mình đi buổi tối, mình muốn khởi động lại chiếc xe, mình thấy chiếc xe rồi, mình chỉ cần bấm tắt, rồi mình muốn khởi động lại chiếc xe mình mở lên, mình bấm cái nút tìm xe này nè. Cái nút tìm xe này là luôn luôn là tích hợp giữa chống cướp và mở xe đó, rất là tiện lợi cho chị em nào chúng ta đi đường đêm hoặc anh em nào chúng ta đường đêm mà có bị cướp xe thì vẫn không sao, chỉ cần giữ cái remote này thôi là có thể tìm được chiếc xe của mình và có thể lấy được chiếc xe. Tiếp theo là chúng ta sẽ qua cái bảng 150 thì nó đỡ hơn 125 là nó sử dụng xì mắt khay. Thì xì mắt khay thì không thể nào mà bẻ khóa trực tiếp được. Nhưng trường hợp mình cướp thì sao? Thì mình có, nó đã tích hợp chống cướp vô cái bảng điều khiển xì remote này rồi. Mình thí dụ cho anh em coi. Đây, mình đang đề máy lên và mình cũng đi giống bình thường thôi. Mình chẳng may mình bị cướp, mình giữ lại cái chìa khóa này. Anh em nhớ giúp mình là luôn luôn giữ chìa khóa này trong người, mình đừng có để trong hộp hoặc trong cốp xe. Thì nó rất là thuận lợi cho kẻ khác sử dụng cái xe của mình, họ lấy xe mình đi luôn. Đó, bây giờ mình sẽ giữ chìa khóa này trong người, mình đi xa chiếc xe, xem chiếc xe nó như thế nào nha. Đó, anh em cứ yên tâm. Sau một thời gian với lại đi một theo khoảng đường quá xa thì xe Vario nó sẽ tự động ngắt nguồn và nó sẽ thông báo cướp. Đó, anh em có thể thấy nó sẽ kêu lên và nó đồng thời nó sẽ tự ngắt luôn. Thì mình chỉ cần cầm cái remote lại chiếc xe là nó tự khởi động lên được. Cái đây cũng là một cái ưu điểm nè, cũng hay có nhiều bạn á có chuyện gấp vô nhà lấy món đồ mà quên tắt khóa xe đi thì rất nguy hiểm nha. Nhưng mà không sao, thì mình gắn cái thiết bị chống cướp này á thì
mình chỉ cần xa cái chìa khóa này thôi là cái xe nó tự tắt luôn và nó không có để người khác chạy được, thì rất là hay. Thì hiện tại bên mình đang bán cái sản phẩm này chỉ có 1 triệu tại cửa hàng, tất cả cửa hàng Minh Long Moto. Thì nếu anh em mà thấy thiết thực hoặc là hữu ích thì cứ ra liên hệ bên cửa hàng Minh Long để hỗ trợ gắn thêm cho anh em. Cảm ơn em đã xem video và đừng quên like và subscribe kênh Minh Long Moto để xem nhiều giá xe hơn nữa và nhiều cái bản xe mới sắp ra mắt tại thị trường. Cảm ơn em.